Toàn tỉnh hiện có 50 trên 265 hợp tác xã tham gia chuyển đổi số bằng thực hiện quảng bá và bán sản phẩm trên các trang mạng và sàn thương mại điện tử. Thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ hợp tác xã phát triển và ứng dụng công nghệ cao, áp dụng số hóa vào sản xuất kinh doanh. Cụ thể tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số cho hợp tác xã doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025. Trong đó sẽ triển khai các gói hỗ trợ về quảng bá sản phẩm, hạ tầng công nghệ với mục tiêu đến năm 2025 có khoảng 50% hợp tác xã doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương ứng dụng các hình thức thương mại điện tử để kết nối quảng bá giới thiệu sản phẩm có 20 đến 30 hợp tác xã doanh nghiệp nhỏ và vừa điển hình làm mẫu để nhân rộng về chuyển đổi số mỗi năm.